mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của Trúc. Hôm nay Trúc có trái mít rừng. Ăn trái mít này phải đeo bao tay mọi người, bởi vì cái vỏ của nó khá là xù xì và khá là dơ, nên là mình phải đeo bao tay để mình bóc cho nó đừng có dính mũ, đừng có dính mấy cái nước chảy chảy ra nè. Đó, mình mua ở đây 2 kg, mỗi ký là 75.000, được 8 trái. Thì cái trái mít nó như thế này nè. Trúc nghĩ cái trái này là cái trái còn non, còn xanh á, nó còn chưa có chín á. Nó là cái trái đẹp nhất và khô ráo nhất trong các cái trái. Còn những cái trái khác thì nó hơi nhùn nhầy một xíu. Cái gai của nó nhọn nè mọi người, giống như là trái chôm chôm, trái sầu riêng. Và những cái trái này thì kiểu như nó chín rồi nó rụng xuống á, nên là nó hơi dơ và nó không có được đẹp. Nhưng mà mùi vị bên trong thì không biết có ngon hay không. Thôi bây giờ mình sẽ khui nó ra để xem là cái trái mít rừng ăn cái vị nó như thế nào. Nó nhỏ thôi và nó gây cho mình một cái tò mò. Kiểu như là mít rừng thì nó có ngọt giống như cái trái mít thường mà mình hay ăn hay không. Rồi về cái ngoại hình thì nó đã khác với trái mít thường rồi, còn cái vị của nó thì như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ bóc ra cho mọi người xem nha. Hy vọng là nó ngon. Trời ơi, đẹp quá à. Xuất sắc nha. Ôi, trái này nó hơi chín đó mọi người, nên là nó hơi nhão á, không có thơm. Nó không hề thơm một chút xíu nào luôn. Ơi, mình để đây nha, rồi mình sẽ bóc thêm trái nữa. Đây, mình sẽ bóc trái này. Rứt cái cùi nữa này. Không được. Ôi, ở trong cái màu siêu đẹp luôn mọi người. Chúc chia sẻ với mọi người nha, là cái trái này nó không hề thơm mọi người. Mặc dù nó là trái mít chứ nó không bao giờ thơm, nó không hề thơm. Ngược lại, khi mà nó chín á, nó chín quá, nó có cái mùi hôi hôi kỳ lắm. Thâm thẩm. Lúc Trúc mới mua về, Trúc nói, ủa sao cái trái này mà nó thúi vậy? Thiệt, cái vỏ của nó đó, cái mùi kỳ lắm. Đó, ngay cả cái ruột bên trong bây giờ Trúc hửi nè, nó cũng không có mùi thơm. Nó không hề thơm miếng gì luôn, nhưng mà mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Cái trái rất là hấp dẫn. Chú sẽ bóc thêm một quả nữa nha. Trời ơi, quả này, quả này nó tè lè, tẹt lẹt rồi mọi người ơi. Nó tè lè, tẹt lẹt người. Muối nó dính vô trong đây luôn này. Đó, bây giờ mình sẽ ăn thử cái trái này nha. Để mình lấy muỗng mình múc. Trời ơi, cái muối mít đáng yêu nghe chưa. Đó, nó có một chút nị vậy, nó bằng cái ngón tay cái rồi mọi người. Mời mọi người. Sao mà nó chua như chanh vậy? Trời ơi, bộ cây mít với cây chanh mọc gần nhau hả ta? Cái hộp giống hộp chanh chưa? Ôi trời, Trúc nghĩ á, cái trái này á mà mọi người dầm đá đường ăn ngon á, mọi người làm như một cái loại nước uống á thì bá cháy luôn á. Chứ còn ăn không thì nó không có ngọt như mít mọi người ơi. Kỳ á. Có vẻ như mấy cái trái rừng á, nó đều chua ha. Mình sẽ thử một miếng bên trái này coi nó có chua giống vậy không. Cũng chua. Trái này luôn, thử luôn coi. Trái này nó ngọt nè. Mà kiểu cái hậu nó ngọt thôi, có nghĩa là mọi người ăn vào xong rồi mọi người nuốt cái nó ngọt trong cái cổ họng, nó cảm nhận là trong cái cổ họng nó ngọt á. Lạ quá à. Mới thấy trái này luôn á. Thử thách cho mình là mình sẽ ăn hết trái này. Cực
Còn trái chôm chôm rừng nữa mọi người. Trúc cũng order rồi. Mà Trúc cũng được cảnh báo rồi là mấy trái rừng đó nó chua lắm. Ăn cho biết với người ta. Nhưng mà thật sự á, Trúc nghĩ á, khi mà mình đi rừng á, mà mình ăn được mấy cái trái này nó rất là tốt. Nó giải khát đó mọi người. Ngủ á. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy một cái trái lạ lùng như vậy. Trái này mà ai chịu khó mà làm nước uống hay là nấu canh chua chắc ngon lắm. Nhưng mà ăn cái này á, mọi người có cảm giác là sẽ bị mất ngay á mọi người. Như là mọi người muốn ăn hoài á, cái chua của nó kích thích á. Y như là mọi người sẽ ăn trái dâu nè, hay là những cái loại trái mà nó hơi chua chua ngọt ngọt á, mọi người cứ thích ăn hoài. Mà ăn cái này vui ghê á, ngồi lấy muỗng múc múc y như là ăn cái trái mít tu nữ. Nó cũng có những cái sơ, rồi những cái hột lép nhỏ nhỏ mọi người. Mọi người có thể gỡ hết cái cùi nó ra rồi mọi người cầm nguyên chùm như vậy nè. Một trái như vậy là gần 20 cái muối nha mọi người. Nhiều lắm luôn á. Mà trái này là dạng trái lép rồi nha. Còn mấy trái này là nhiều lắm, hơn 20 muối. Chúc mà nghĩ á, cái trái này á, mà nếu như mà nó có một chút ngọt giống như là cái trái mít á thì nó sẽ rất là ngon. Cái chua chua của nó làm cho mình cảm giác rất là sảng khoái, kiểu như giải khát đó mọi người. Nhưng nếu nó có một chút ngọt nữa thì nó sẽ dễ ăn hơn và nó sẽ rất là bắt miệng luôn. Và nếu được thì nó thơm một xíu. Thật ra ăn cái trái này không có cái cảm giác thích thú bằng cái việc bóc nó, bóc vỏ nó. Bóc vỏ nó rất là thú vị mọi người. Đây, mình sẽ mở thêm một trái nữa cho mọi người xem nha. Hồi nãy mình mua về á, ông anh mình với chị mình á, cứ một hai kêu là bóc ra đi, bóc ra coi thử đi, nó như thế nào. Tại vì ở nhà mình á, cũng lần đầu tiên thấy trái này. Nhưng mà mình nói là thôi mọi người hãy để dành cái sự tươi mới đó cho mình lên để mà mình cảm nhận chung với lại tất cả mọi người, tất cả các bạn đang coi video này. Đã chưa? Thích chưa? Để mình thử mình bóc nguyên cái trái nha. Yeah. Bé yêu chưa nào? Rất đẹp đúng không mọi người? Trúc để đây nha. Clip ngày hôm nay rất là thú vị bởi vì Trúc đã khám phá ra được một loại trái cây mới, đó là trái mít rừng, trái mít muối mini. Và đặc biệt là không có mùi mít mà cũng không có mùi thơm, không có ngọt luôn nữa. Nhưng rất thú vị. Và nếu như mà mọi người có tìm được cái trái này thì mọi người hãy thử pha nó thành một cái loại nước giải khát với đá và đường nhé. Chúc cho mọi người thành công và tìm được cái món này để thử nhé. Còn bây giờ thì Trúc xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Video sau thì mình sẽ khám phá trái chôm chôm rừng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.